Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, hiện nay thì Vân Anh không thể thu hình tại studio, tuy nhiên vẫn cố gắng đem đến cho quý vị những chương trình hữu ích nhất đến cho quý khán thính giả khắp nơi qua kỹ thuật interview online. Và thưa quý vị, ngày hôm nay Vân Anh rất là hân hạnh được tiếp chuyện với một vị bác sĩ rất là quen thuộc tại San Diego, đó là bác sĩ Lê Dạ Lữ, bác sĩ chuyên khoa về tâm thần, tiếng Anh gọi là psychiatrist, và hiện bác sĩ đang làm việc tại San Diego. Ngày hôm nay bác sĩ Lê Dạ Lữ sẽ chia sẻ với chúng ta từ một góc nhìn của một vị bác thần và những gì đã xảy ra trong những tuần lễ vừa qua khi mà lệnh social distancing, tức là giữ khoảng cách 6 feet và stay at home, nói nôm na là cấm cung, đã được thống đốc tiểu bang California ban hành trong những ngày qua. Trước hết Vân Anh xin chào bác sĩ Lữ. Chào Vân Anh ạ. Chào quý vị. Thưa bác sĩ, trong những ngày qua thì chúng ta thấy là trên TV, trên mạng lưới điện toán toàn cầu có rất là nhiều những cái vị bác sĩ chuyên môn tiếng Anh cũng có, tiếng Việt cũng có, nói về triệu chứng cũng như cách chữa trị của đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, chưa có ai cũng như là có rất là ít những cái vị bác sĩ nói về cái một cái khía cạnh đó là về tâm lý, tâm thần. Thì thưa bác sĩ, hiện nay trong 3 tuần vừa qua, cuộc sống của mọi người chúng ta bị đảo lộn, không phân biệt tuổi tác, sắc tộc hay là màu da vì đại dịch COVID-19. Xin bác sĩ chia sẻ những cái khó khăn mà các gia đình như là ông bà, cha mẹ, con cái đang bị ảnh hưởng vì sống trong một cái khuôn khổ bị gò bó, hạn hẹp, hầu như là 24 trên 24 thưa bác sĩ. Thì mình thấy cái khó là nó một cái thay đổi quá bất ngờ cho với tất cả mọi người, trong một cái mà mình có một cái chương trình hàng ngày như là người người vợ người chồng đi làm như thế nào, mấy đứa cháu con đi học như thế nào, ông bà nội bà ngoại này kia thì lo lắng trong nhà như thế nào, thì mỗi người có một cái vai trò và một cái chương trình, và khi cái con vi khuẩn này nó tới và nó làm cho mình phải là đối xử một cách rất là khác, và để mà mình giúp đỡ cộng đồng và mình giúp đỡ chính mình, thì cái việc mà mình cần đang làm nhất là cái việc là phải thay đổi cái chương trình của mình, cho nên mình phải ở nhà và tránh xa và làm cho những cái mà cái cơ hội mà mình có thể bị là mình làm người khác lây hoặc là chính mình bị lây, cho nên nó giảm xuống, thì cái đó nó làm cho mình mất một cái chương trình như là bình thường. Thì theo mình nghĩ thì cái này là ai cũng phải là có một cái bổn phận và cũng có một cái hiểu biết và giữ một cách là flexibility, cũng như là mình phải biết là cái thời gian này nó cần mình phải là hiểu biết để mà mình đối phó nó một cách cũng như là có một cái cách nhìn không không bị là cũng như là ràng buộc lắm để mà mình đối phó với nó được. Thưa bác sĩ, nhiều nhà tâm lý cũng khuyên chúng ta là hãy dùng cái thời gian rảnh rỗi hiện nay đang có để làm những việc tích cực cho chính bản thân và gia đình. Nhưng mà trên thực tế thì Vân Anh được biết là có rất là nhiều người cho rằng cái điều đó sẽ đem đến sự nhàm chán. Vậy chúng ta nên gì để không có phải đối diện với cái sự nhàm chán đó và sẽ đưa đến trong chúng ta một cái tinh thần nó uể oải hoặc là stress, thưa bác sĩ? Cái đó là theo mình nghĩ là có thể là chấp nhận có một cái phần chán của nó. Thí dụ như những người bố mẹ thì vẫn còn phải có cái vai trò là work from home, thì việc văn phòng hay là việc làm thuế hay là việc làm về thương mại này kia vẫn có một cái vai trò để mà mình làm qua nhờ internet và ngồi ở nhà làm được, thì nó vẫn có một cái chương trình cũng như là schedule là sáng sao đi làm sao rồi tối làm sao. Nhưng mà có cái khó khăn cho những cái hoàn cảnh như vậy á, là mình vừa phải coi mấy cháu ở nhà vì mấy cháu là phải đi học nhưng mà bây giờ là trường không Đúng mở rồi. thì mình phải giữ ở nhà, thì vừa là coi cháu trong nhà mà vừa là đi làm xong rồi vừa lo những chuyện khác, nó vẫn như là không có ấy. Thì mình nghĩ á, là nếu mà có được một cái cách tốt nhất á, là ai cũng phải có một cái schedule, cũng như là mấy đứa cháu vẫn đi ngủ thường xuyên, vẫn dậy đúng giờ như là phải là ăn sáng rồi đi học,
Rồi bố mẹ cũng phải có một cái Wow. lịch trình đó là sáng dậy đi học rồi đi làm, xong rồi trưa ăn thì tính sao là mình lo, thì nó có dĩ nhiên là mình vừa lo việc làm, xong rồi mình vừa làm là cô giáo thầy giáo, xong rồi mình vừa làm là người coi trẻ em nữa, cho nên cái vai trò của mình nó tăng lên gấp 3 gấp 4 lần, thì cái bận rộn cũng Vâng. có. Mà những nếu cái người khác mà có thể cảm nghĩ là mình hơi bị chán hoặc là không có đúng theo ý muốn của mình trong cái chuyện làm việc hàng ngày á, thì mình nên chọn một cái gì đó nó có buổi sáng, như là 1 tiếng để mà đọc sách, 1 tiếng để mà nấu ăn, còn 1 tiếng để là lo lắng cho sắp xếp cho ngày mai. Cho nên mọi cái gì nó để, hay là tập thể dục thì cái gì nó cũng có một cái tiếng của nó hết trơn, xong rồi 1 tiếng là cho mình có quyền để mà được mình chán, chứ không phải là chán là thua hết. Nhưng mà tại trong cái hoàn cảnh như vậy thì nó có cái khó khăn của nó thì mình chấp nhận, nhưng mà nếu mà mình càng giữ được cái schedule và càng có cái routine á, thì nó càng đỡ cho mình hơn trong cái khó khăn của như là cảm thấy như bị boring. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. À, như vậy thì bác sĩ Lữ có làm việc ở nhà không bác sĩ? Hay là bác Mình sĩ là bây giờ vào là được? coi như là làm ở nhà thương, và họ cần mình vô nhà thương vì bệnh nhân của mình á, vẫn là coi như là có một phần đó là phải cần mình ngay đó. Nhưng mà đa số những người bác sĩ trong 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 lĩnh vực này á, là bây giờ là ráng để mà kiếm cách để mà không phải như là để mà mình giúp được, tại vì khi mà mình vô nhà thương á, là cái cơ hội nguy hiểm nó cao lên rất là nhiều, Đúng và rồi, khi mình đi về hoặc là đi đâu nơi khác á, thì cái cơ hội nó vẫn đi theo cái tăng con số đó, cho nên phải là cẩn thận rất nhiều khi mà mình làm những việc như vậy, là cũng như là rửa tay thường xuyên, hoặc là những cái gì mình mới đụng, như là cái mở cái cửa xong rồi đóng cái gọi đóng cái cổng, hay là những cái chuyện gì mà cái tay mình nó đụng tới á, là mình phải rửa xong rồi chùi này kia cho nó cẩn thận hơn rất nhiều, để mà cái con vi khuẩn nó không có được ở trên đó để mà nó đi từ tay lên mặt mình. Đó, quan trọng là cái đó. Cho nên cái work from home á, là ai làm được á, là mong được là có được cái cơ hội để mà làm từ nhà, để mà mình có thể cooperate với được cái shelter in place và cái social distancing, vì hai cái đó là một trong những cái là rất là cái chuyện priority để mà mình giúp được chính cho mình và giúp cho cộng đồng mình. Vì mình càng làm được như vậy trong 2 tới 4 tuần tới, người ta nói là bây giờ là project đó là tới gần cuối tháng 4 á, mới là cái con số nó mới là đi lên cái peak, có nghĩa là bây giờ mình đang thấy nó vẫn còn là chưa tới cái peak, và có thể còn nhiều người sẽ bị nhiễm hơn nữa, cho nên mình phải rất là cẩn thận để mà mình chậm lại cái độ nhiễm của nó. Nó kêu là cái theory là flatten the curve, mình có nghe qua, có nghĩa là những cái resource trong nhà thương, từ bác sĩ y tá tới những phòng ICU, tới những cái mặt nạ mình dùng để mà mình chữa bệnh đó, những cái đó nó đều có một cái giới hạn của nó ngay bây giờ trên thế giới, nước nào cũng thiếu hết. Cho nên nếu mà mình có được cái số, ví dụ như là mình nói ví dụ con số thôi, ví dụ như 1.000 người mà mình có 1.000 cái giường ICU thì người cần và giường có thì nó đều nhau, nhưng mà nếu mà bắt đầu cái con số này nó cứ lên 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 thì 1.000 người, 1.000 cái giường, nhưng mà tới 10.000 người, 100.000 người phải cần cái giường đó, thì lúc đó là rất là khó khăn. Và nước Ý cũng đã trải qua và nước Tàu cũng đã trải qua, vì không biết chọn làm sao để mà chọn cho ai mà cần cái giường này, và ai là phải đợi hay là không được cơ hội được cái giường đó. Và mình không muốn những người bà con cô bác anh em, người bạn thân của mình, không muốn ai cũng bị vô một cái hoàn cảnh là phải bị người khác lựa chọn cho mình là mình có thể được vô cái giường đó hay không. Và cái trách nhiệm của mình bây giờ và mình có thể làm được á, và để flatten the curve đó, là mình phải social distance, giữ cách xa, và ở trong nhà càng nhiều và ở được, cho tới là cũng như là không đi nơi nào được đó, thì là tốt nhất. Và fresh air, như là đi ra trước, đi 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 bộ trong neighborhood là cũng nhiều lắm rồi. Thì nếu mà mình giữ được cái đó thì cái độ cần và cái độ nhiễm, cái độ cần của cái resource nó thấp xuống, và cái độ nhiễm, tốc độ nhiễm nó bị chậm xuống, và những cái resource trong nhà thương với lại cái số bác sĩ và y tá sẽ có đầy đủ những cái dụng cụ và có người personnel để mà chữa được cho những người có bệnh. Cảm ơn bác sĩ Lê Dạ Lự rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì Vân Anh phải nói là rất là cảm ơn cái sự tân tiến của kỹ thuật hiện nay. Quý vị biết là Vân Anh đang thu hình tại nhà riêng và cùng kết nối với bác sĩ Lê Dạ Lự để đem đến cho quý vị buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa quý vị,
Trước khi tiếp theo câu hỏi kế tiếp thì Vân Anh cũng xin được nhắc lại, bác sĩ Lê Dạ Lữ đã nhắc cái điều này rất là nhiều, nhưng mà Vân Anh cũng xin nhắc lại một lần nữa. Bác sĩ Lê Dạ Lữ là bác sĩ medical doctor về tâm thần, psychiatrist, khác với psychiatrist. Bác sĩ ơi, bác sĩ xin nhắc lại một lần nữa cái sự phân biệt giữa hai cái title này một lần nữa nha bác sĩ, để cho những quý vị thính giả nào lần đầu tiên đến với chương trình của chúng ta ngày hôm nay có một cái sự phân biệt rõ ràng hơn, thưa bác sĩ. Thì mình chuyên khoa là đi học ở trường y khoa và tốt nghiệp là thành bác sĩ chuyên khoa về tâm thần, và cái đó là medical doctor hoặc là doctor osteopathy MD và DO. Còn mà nói về bác sĩ tâm lý là PhD, là thuộc về tiến sĩ, thì là trong trong hai lĩnh vực, trong trong nghề tâm thần và tâm lý. Tâm lý là để mà mình nói therapy, và những người mà có muốn mà hiểu biết về thêm chính mình, hoặc là những có chuyện gì không vui, trầm cảm hay là về counseling cho gia đình á, thì mình có thể đi tới tâm lý. Còn nếu mà khi mà lĩnh vực nó qua tới bên mà phần mà cần tới thuốc men và cần bác sĩ viết toa thuốc, thì là phải cần cái sự giúp đỡ của bác sĩ tâm thần là psychiatrist. Thì mình học theo căn bản thì cũng có học cho therapy và cũng có làm học cho viết thuốc, cho nên mình hai phần mình biết hết, nhưng mà mình cần cái sự hợp tác của những nhà bác sĩ tâm lý để mà làm chung với mình. Khi mà bệnh nhân uống thuốc tâm thần xong rồi bớt thì lại đi với lại bác sĩ tâm lý để mà học hỏi thêm về chính mình về therapy, thì hai cái nó hợp với nhau thì tăng thêm cái sự mà hiệu nghiệm chữa bệnh cho chính cái người mà cần. Vì không phải là có thể là nói là mình đi therapy mà mình nói là hết, và nếu mà mình đi bác sĩ tâm thần mà mình uống thuốc riêng không thôi thì cũng là hết. Phải cần có cái sự hợp tác của hai bên cho tất cả những loại có thể là bệnh tâm thần khác nhau. Thưa bác sĩ, với cái nỗi lo sợ về cái đe dọa của đại dịch COVID-19 hiện nay và những cái thay đổi trong cuộc sống hiện nay thường ảnh hưởng đến giới nào nhiều nhất theo kinh nghiệm của bác sĩ? Giới trẻ hay là những người cao niên, và tại sao có sự khác biệt về tâm lý này? Và theo bác sĩ thì có khi nào mà những bệnh nhân này có hành động nguy hiểm đến tính mạng của họ hay không? Và những cách để đề phòng, thưa bác sĩ. Câu hỏi này theo mình nghĩ thì cũng khó, vì mình nghĩ là nó đã ảnh hưởng hết toàn thế giới và tất cả toàn những người từ trên xuống dưới, trẻ già mình cũng là có một cái phần là bị ảnh hưởng hết, chứ không phải là bên này ít bên kia nhiều hay là bên đây sẽ bị khó khăn hơn bên kia. Nó cái khó của nó để mà cho phân biệt á, là những cái level riêng của nó á, thì mình phải hiểu được là thí dụ như trẻ em thì có cái giới hạn, như là nhiều khi trẻ em mấy cháu muốn thích đi ra ngoài đi chơi rồi nói chuyện với bạn rồi gặp cô giáo thầy giáo rồi học hành này kia, cho nên khi mà nó đổi cái môi trường thành về ở nhà không thôi từ sáng tới tối, và nếu mà không có được cái sự mà schedule và routine á, thì nó có thể khó hơn, vì không có, như nó hơi giống như cái mùa hè, có lẽ như hơi giống giống vậy, là không cần ngủ sớm và không cần dậy đúng theo schedule. Thì nếu mà giữ được cái schedule đó cho các em á, thì nó tốt cho các em hơn là một. Còn nói về cái phần mà tâm thần của nhóm giữa hay là tâm thần của nhóm lớn tuổi, thì dĩ nhiên theo mình thấy thì có thể có phần lo lắng trong nhóm lớn tuổi hơn cao niên, các vị cao niên, vì cái con vi khuẩn này á, theo hồi xưa mình hiểu là có lẽ là nó cao nhất trong cái phần là nó ảnh hưởng về cái fatality mortality và cái độ nặng của cái nhiễm của nó với những vị cao niên, nó cao hơn so với lại những người thấp tuổi hơn. Nhưng mà bây giờ mình càng ngày càng thấy càng nhiều người bị thì chưa chắc là đúng vậy. Những người dưới 65 tuổi, những người giữa 40 tuổi là cũng bị rất là nhiều, nhưng mà cái phần bị nhiễm nó là cảm thấy như là nó nhẹ hơn là cái phần nhiễm của cái những vị cao niên, cho nên nó đều lo lắng cho tất cả. Và không cần là phải nói là nghĩ là ô nó chỉ cho người khác chứ không phải cho chính tôi. Thử nghĩ nếu mà chính mình là người bị như vậy là nó không còn là cái con số ở ngoài, mà là chính gia đình mình phải là bị chịu ảnh hưởng, và ai sẽ lo cho Đúng con rồi. cái mình, ai sẽ là lo cho vợ con này kia, cho nên những cái đó nó đều có cái khó khăn của nó cho từng lớp tuổi. Và nếu mà mình hiểu biết được là đây là một cái
cái cần thiết của một cộng đồng giúp đỡ nhau. Và rất là hên nếu mà thử hỏi, nếu mà cái bệnh này nó có một cái thời gian trong quá khứ, hoặc là có được trong cái thời gian ngày hôm nay, mà mình có được hết những cái technology qua những cái FaceTime, Zoom và Internet, rồi conference call này kia như là chính mình đang dùng bây giờ, mà thử hỏi nếu mà không có cái này mà còn phải ở nhà mà hiểu hết những cái này, mình nghĩ nó còn khó khăn hơn gấp 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 mấy lần. Cho nên phải nói là nếu mà phải bị trong cái hoàn cảnh như vậy, có tất cả những tối tân như vậy, thì cũng có thể mình nghĩ là nó có cái optimistic perspective của nó trong trong cái đó. À, vâng, cảm ơn bác sĩ. À, thưa các bác sĩ, hiện nay thì các bệnh viện cũng như là khắp nơi trong các cơ quan y tế đều chú tâm đến những bệnh nhân bị COVID-19. Như vậy thì các khoa khác như là khoa tâm thần thì sao? À, khi có một trường hợp khẩn cấp, gia đình muốn đưa những bệnh nhân tâm thần đến bệnh viện chữa trị thì họ có được chữa trị ngay hay không? Hay là họ bị cho vào danh sách chờ đợi để nhập viện, thưa bác sĩ? Theo cái lời khuyên nhắn của hết những người trong mà ngành y khoa đó, từ từ trên xuống dưới, là phải reserve lại cái dùng cho nhà thương, là cái mà cái cần cuối cùng, cái mà emergency thôi. Không phải bây giờ là những cái lúc mà mình có thể là cảm thấy muốn đi vô thì vô, hoặc là những cái gì mà procedures này kia là elected, là cũng như được có cái quyền lựa chọn là vô. Những cái mà cái gì mà mình cảm nghĩ rằng là có thể đợi được, dĩ nhiên là tốt nếu không có, nhưng mà nếu mà có thể đợi được thì người ta khuyên đó là đừng đến nhà thương, vì cái nguy hiểm của cái mà nhiễm trùng nó cao hơn khi mà mình bước vào những cái nơi mình không cần bước đến đó. Còn nói về tâm thần, mà nếu mà bị nặng á, thì ví dụ như một người nào mà có cái trầm cảm tới nỗi mà muốn tự vẫn muốn tự tử, thì dĩ nhiên cái đó vẫn phải là phải vô nhà thương nhập viện để mà cho bác sĩ tâm thần và cho y tá giúp đỡ cái người đó phục hồi lại cái khía cạnh là nhìn được là tôi không cần, cũng như là không, tôi còn có cái con đường đi chứ không phải đây là hết. Thì những cái chuyện mà emergency không phải là cho tâm thần, mà mình có nhiều người khác không nếu bây giờ mình vẫn bị heart attack chứ không phải là không, và vẫn không bị là những cái mà cũng như là diabetes hay là những cái chuyện khác mà nó thành cái medical emergency, thì những cái đó người ta vẫn cần đi vô nhà thương như thường, thì vẫn là business cho bình thường trong những cái đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phải biết là những cái nào mình không cần thiết thì mình nên đợi lại, và chỉ có những cái mà emergency và rất cần thì vô. Nhưng và những cái chuyện đó thì mình vẫn hỏi nhà thương để biết tôi có cần nên phải vô hay không. Dạ vâng, và điều quan trọng là quý vị lúc nào cũng liên lạc với bác sĩ của mình để được giúp đỡ, Đúng. phải không bác sĩ? Dạ. Dạ. Thưa bác Dạ. sĩ, chúng ta vừa được tin chính thức ngày hôm nay là các em học sinh sẽ được ở nhà cho đến hết mùa hè này. Thưa bác sĩ, Vân Anh được nghe rất là nhiều những cái lời chia sẻ của các người bạn cũng như là các quý vị khán thính giả là các em học sinh ở nhà, nhất là những em mà đang ở lứa tuổi thanh thiếu niên teenager đó bác sĩ, thì vì ở chung nhà với bố mẹ nhiều quá và đôi khi nếu mà ở trong cái không gian nó nhỏ hẹp quá thì các em cảm thấy rất là bực bội, mà không những riêng các em mà cả các bậc phụ huynh nữa, thì bác sĩ có một cái lời chia sẻ cũng như là lời khuyên gì cho cả các em cũng như là các bậc phụ huynh, thưa bác sĩ? Theo mình nghĩ trong cái khó khăn nó là một cái cơ hội. Ví dụ như hồi xưa nếu mà trong những cái lúc mà mình không đồng ý với nhau, hoặc là những cái lúc mà mấy 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 bé cảm thấy như là khó chịu, có lẽ có được một cái khoảng cách như là để đi ra ngoài hay là để mà gặp bạn, để mà quên những cái buồn phiền bực tức đó. Nhưng mà bây giờ là theo cái lời nhu cầu và khuyên dặn đó là phải ở nhà, thì mình đổi cái đó thành lại một cái cơ hội để mà mình nói chuyện trong cái mà mình không đồng ý với nhau. Thì mình tập dùng những cái mà như là người ta kêu skill á, của những nhà bác sĩ tâm lý có thể giúp đỡ được. Như khi mà mình không đồng ý, mình hiểu được cái sau lưng của cái không đồng ý là cái gì, và cái cách mà mình đối xử với trong cái không đồng ý đó như như thế nào. Nếu mà có được cái phần mà hiểu biết được cái sau lưng, người ta nói là cái tiếng Anh là cái why behind the why, là tại sao sau khi cái tại sao, là mình cứ càng hỏi tôi bực bội,
tại sao bực bội? Vì tôi cảm thấy như bố mẹ tôi không nghe lời tôi và không có tôn trọng tôi. Tại sao cảm thấy như là bố mẹ không tôn trọng cái phần của mình? Thì mình cứ hỏi tại sao, tại sao, tại sao. Và trong cái cách mà nói chuyện và cái cách mà hiểu được cái sâu xa của cái bất đồng đó, thì mới biết được là cái cơ hội mà để mà nói chuyện trong trong lúc mà mình disagree, nhưng mà mình kiếm được cái đường để mà đi. Cho nên nó không phải là cứ nghĩ rằng là thôi chật quá, nhà không có chỗ và không có được đi, thôi bây giờ cứ bực rồi cái là người nào trong góc đó thì coi như là mất một cái cơ hội để mà hiểu biết được rất nhau nhiều, hiểu biết nhau rất nhiều hơn một chút. Vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Thưa bác sĩ, chúng ta đang ở trong thời gian của nỗi đe dọa toàn cầu, đó là đại dịch COVID-19. Thưa bác sĩ, bên cạnh việc là chúng ta phải làm những cái việc mà các cơ quan y tế khuyên, cũng như là bác sĩ Lê Gia Lữ vừa chia sẻ với chúng ta, đó là ở nhà, giữ khoảng cách, rửa tay và tránh gặp gỡ nhiều người để mà tránh sự lây lan của COVID-19 này, thì bên cạnh đó ai cũng đối diện với một cái nỗi lo sợ, và cái nỗi lo sợ nó đi đến một cái mức độ là nó kinh hãi luôn nữa. Thì bác sĩ với kinh nghiệm của một người bác sĩ cho một lời khuyên nào để cho những nỗi lo sợ đó mình có thể control nó được, mình có thể giảm nó được không, thưa bác sĩ? Cái mà mình nên nhìn đó là không phải là nếu mà mình bị positive, cái test positive đó, có nghĩa là nó là cái như là cái death sentence hoặc là cái kết án và cho mình không còn cái cơ hội nào để mình sống sót. Cái đa số những người bị bệnh đó là có thể phục hồi lại được nếu mà mình cũng như là mình quarantine chính mình và mình làm theo những cái mà lời dặn của bác sĩ và cứ ở trong những ngày đó để mà cho qua được những cái lúc mà khó khăn. Còn nếu mà tới lúc mà mình phải cần vô nhà thương và gọi bác sĩ và nói đây là tới lúc phải vô nhà thương, thì lúc đó vô thì cũng còn có những cái bước theo cái step của nhà thương để mà họ giúp cho mình, chứ không phải là cũng như là bị cái positive cái là có nghĩa là không còn gì nữa và buông xuôi. Thì nó có cái khó khăn trong đó là có lẽ là nhiều người nghĩ rằng là tôi bị ho hoặc là tôi bị fever hoặc là tôi bị những cái đau 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 người rên người này kia đó cái là thôi xong rồi, nhưng mà thiệt ra là trong những cái đó nó còn nhiều cái step của nó và những cái phần mà mình vẫn còn có thể làm được trong cái phần control của mình để mà mình giúp được cho chính mình và giúp được cho những người chung quanh mình. Cái mình nghĩ á, nhiều người có lẽ chưa chưa có cơ hội nghĩ tới hoặc là không biết đề phòng như thế nào. Nhưng mà thì, ví dụ như mình nói ngày mai nếu chính tôi là người có bị nhiễm, tôi sẽ đối phó như thế nào để mà tôi không có đem cái này đến cho gia đình tôi, thì mình có nghĩa là phải 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 suy nghĩ chung với gia đình là nếu có lẽ một người trong gia đình sẽ bị như vậy thì ai sẽ là lo lắng như thế nào cho việc cơm nước rồi con cái rồi chính cái người bị nhiễm nó sẽ ở trong góc nào ở trong nhà để mà không có được cho cái con vi khuẩn đó nó ra được để mà ảnh hưởng những người khác trong gia đình. Thì chính mình cũng có lẽ là phải kiếm cái phần là cái phòng riêng của mình là phòng nào và cái cách mình đưa đồ ăn tới lui như thế nào, cái cách mình giặt đồ như thế nào và cách rửa tay đi rửa chén này kia đó, là những cái đó nó phải là suy nghĩ từ tay trên xuống dưới hết để mà cho mình có được một cái cách là cũng như là mình control được những cái này để mà cho nó làm cái khoảng cách giữa cái người có lẽ là đang bị nhiễm và những người có thể cơ hội bị lây nhiễm này kia. Cho nên những cái đó là mình phải biết suy nghĩ ra để mà đề phòng và có sẵn cái plan trong gia đình cho mỗi người. Rất là hay, thưa bác sĩ, vì sự lây lan thường thường ở trong gia đình là dễ lây lan cho cả gia đình nhất, phải không bác sĩ? Đó là tại tại Dạ vì vâng. cứ thử hỏi Dạ. một ngày mình bao nhiêu tiếng đồng hồ là mình trong Dạ. cái lĩnh vực là gặp người trong gia đình nhiều nhất. Bởi vậy Dạ. chính mình á, nếu mà mọi người trong gia đình mà cứ ở trong nhà và không đi đâu á, thì cái cơ hội mình gặp cái người khác nó thấp xuống. Cái cơ hội gặp cái người mình không biết là cái người này đã đi đâu và như thế nào. Con vi khuẩn này nó có một cái là mình không có cái symptoms, mình vẫn có lẽ là người đang carry
Cho nên mình nghĩ rằng người kia nhìn bình thường, khỏe mạnh và mình đứng kế bên và cũng là mình cũng bình thường khỏe mạnh, nhưng mà thiệt ra trong đó là cái transmission nó cũng có thể là đã có rồi. Và nếu mà mình đã đem cái cơ hội đó cao lên mà để đem gặp cái đó xong rồi mình lại đem về nhà đó, thì nó lại có cái phần nguy hiểm riêng của nó. Cho nên cái cẩn thận nhất và cái mà có thể làm thấp nhất được và giúp đỡ nhất cho nước Mỹ, cho cộng đồng, cho thế giới là chính mình phải theo cái luật là nên ở nhà. Và nếu mà mình tất cả đều nghe lời như vậy và cố gắng làm hết mình trong mọi người trong cộng đồng, và có lẽ là mình có thể có một cái cơ hội để mà giống như hồi nãy mình nói là cái flatten curve, là cái sự cần ở trong nước Mỹ là sẽ có người bị bệnh và sẽ có người cần cái giường đó, nhưng mà cái sự cần nó sẽ được có cái sự đáp ứng của đầy đủ bác sĩ và y tá, chứ không phải là vô một cái hoàn cảnh là không còn giường và bác sĩ không còn dụng cụ để mà giúp đỡ những người này nữa. Cho nên cái quan trọng là cái đó chính mình có thể ủng hộ và giúp đỡ cho mình và cộng đồng nếu mà mình cứ stay at home. À, vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì trong phần nói chuyện của bác sĩ Lê Gia Lữ, mình thấy có một cái phần rất là hay, đó là khi mà chúng ta nghe một cái ai mà bị positive như vậy, chúng ta đừng có lo sợ và chúng ta phải tính trước, là chúng ta cứ nghĩ là chúng ta là người có thể có cái nhiễm trong người, để có một cái sự sắp xếp trước để mà khi đối diện với cái sự thật đó thì chúng ta không có bị kinh hãi. Rất là hay thưa bác sĩ. Và cuối cùng, là một vị bác sĩ chuyên trị về tâm lý tâm thần, bác sĩ Lê Gia Lữ có lời khuyên mọi người nên làm gì trong lúc này để có thể giảm thiểu những căng thẳng về tinh thần, thưa bác sĩ? Theo mình nghĩ có một cái phần nào mà có lẽ là nó đem cái niềm vui đến cho mình riêng cho cái cũng như là cái giờ cá nhân của mình và cái giờ tham gia trong gia đình và cái giờ cộng đồng. Nó mỗi cái nó hơi giống như là tu thân thì gia bình thiên hạ vậy đó. Thì cái riêng của phần mình đó là mình muốn làm gì nó đem cho mình tới một cái cách cũng như là thư giãn. Như ví dụ mình chính mình thì mình thích nấu ăn, thì tới giờ đi làm xong về là cái đầu óc mình nó đổi qua là bây giờ tới giờ lo cho con cái và lo cho gia đình nấu ăn. Và trong cái đó là một cái là nó làm cho mình lại cảm thấy như là tôi có được một cái sự control, tôi có sự một cái là tôi đây là cái thế giới của tôi và đây là những cái gì tôi có thể được, có nghĩa là tôi chọn được món ăn gì và tôi đem những gì tới cho gia đình tôi, và nó làm cho tôi được một cái niềm vui là tôi là người đem những cái này tới. Thì đó là một cái thư giãn riêng của cá nhân mình. Còn người khác thì có lẽ nói là tôi muốn đi coi phim, tôi muốn đọc sách, coi phim ở nhà dĩ nhiên, hay là tôi muốn nói chuyện với bạn và hay là trong nhóm này kia. Thì mỗi cái nó đều có một cái cách mà nó làm cho mình cảm thấy như là mình còn connect với lại cộng đồng. Còn 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 gia đình thì kiếm những cái sinh hoạt mà có thể chơi chung. Mấy đứa cháu của mình mấy bữa nay nó học chơi tiến lên giỏi lắm, xong rồi hôm qua mới dạy nó bắn xì xào nè đó. Thì giỡn, nhưng mà mình kiếm những cái giờ cũng như là sau khi ăn uống là 7 giờ rưỡi, thì từ 7 rưỡi tới 8 giờ rưỡi là coi như là giờ sinh hoạt gia đình, cho mỗi đứa chọn một cái mỗi đêm khác nhau. Thì chính những đứa bé cũng cảm thấy như là mình có một cái quyền lựa chọn trong những cái thời gian mà cảm thấy như khó khăn, vì mấy đứa cháu sẽ quên rằng là mình bị thay đổi trong cái môi trường mà, nhưng mà chính mình vẫn còn được một cái khía cạnh là có một cái gì có control. Thì nhiều người cần exercise hay là fresh air thì có thể chạy bộ trong neighborhood, nhưng mà nhớ giữ cẩn thận cái độ là 6 feet, 6 feet social distancing. Và khi đi xong về là dĩ nhiên là phải rửa tay, rửa tay, rửa tay. Đó. Những cái chuyện nhỏ đó mình đi nhưng mà nó thành chuyện lớn, vì những cái đó nó có thể ảnh hưởng với tất cả xung quanh mình. Nhưng mà những cái thư giãn đó, những cái giờ cá nhân đó, những cái giờ cho cộng đồng đó đều có thể có một cái tốt cho mình, cho nó qua những cái thời gian khó khăn và có hên là có được những cái technology như vậy, như mấy đứa cháu gọi lên ông bà, gọi ông bà ngoại nói chuyện, và anh em chị em này kia hay là bạn vòng quanh thế giới, chính mình cũng có bạn bên Ý mà mình đang nói chuyện chung bên đó để mà cho hỏi thăm họ ra sao, vì chính họ đã bị ở trong nhà từ lúc là giữa tháng 2 tới giờ rồi mà họ vẫn còn ở trong nhà tới giờ. Và cái
những cái tâm tâm lý và tâm thần của họ nó giống giống như mình, nhưng mà họ đi trước mình 2 3 tuần, thì chính mình học được những cái đó bên bạn bè chung quanh thế giới mà biết được, thì nó lại làm cho mình không phải là chính mình, mà mình có lẽ là những cái hành động của mình nó không còn phải một cách là hơi ích kỷ nếu mà mình đổi hướng, hay là mình nói thôi ai cũng ở nhà, thôi tôi đi ra một chút cũng không sao, chính tôi đi ra cũng có không có gì. Cái đó là cái nguy hiểm mình thấy. Có 1 tuần trước hay là 2 tuần trước khi mà bắt đầu mới ra luật là không nên đi ra và stay at home á, khí hậu ở San Diego lại quá đẹp à, là thấy gì bao nhiêu gia đình lại đi ra biển đi chơi, không Đúng rồi. ai có lẽ là trong cái biển đó là coi trọng được cái sự mà nguy hiểm của đi chơi trong lúc đó, cho nên mình phải cẩn thận là nói là những cái public park, những cái beach và chính những cái national park đều close hết. Là tại sao? Vì muốn cho được một cái cách là suy nghĩ rất và hành động rất là đúng, là mình phải control cái con vi khuẩn này bằng là không có cho nó cơ hội để mà nó transmit và nó đi lây lan. Nếu mà mình ngồi nhà mà chính mình cứ ngồi trong nhà thì nó đâu có đi đâu được, nó không có vô mình được mà mình không có đi được. Cho nên là cái quan trọng nhất là mình chỉ cứ phải nói là stay at home, stay at home, stay at home. Cảm ơn bác sĩ Lê Dạ Lữ rất là nhiều đã gửi đến cho quý vị khán thính giả khắp nơi những thông tin rất là cần thiết để cho chúng ta cùng có thêm kiến thức, cùng có thêm sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, để chúng ta cùng với sự hướng dẫn của các vị bác sĩ chuyên môn như là bác sĩ Lê Dạ Lữ ngày hôm nay cùng vượt qua đại dịch COVID-19 này. Cảm ơn bác sĩ Lê Dạ Lữ rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và xin thân ái chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Vân Anh.